Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay là một cái câu chuyện mà Tân nghĩ rằng là chắc sẽ có nhiều người mà hay đi phượt hoặc là đi làm những cái đoàn từ thiện hay là đi du lịch á, mà dạng như mà muốn ở trong rừng mà gần suối, gần sông hay là ở trong những cái buôn làng của đồng bào dân tộc á, thì Tân nghĩ là sẽ gặp những cái trường hợp này là khá nhiều. Nó giống như cái tựa đề thôi đó. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay là như vậy. Tân không phải là người chứng kiến sự việc này, nhưng mà bạn của Tân là người gặp phải chịu sự việc này và họ kể lại cho Tân nghe. Thì bạn biết á, là bạn của Tân cũng là làm nghề là quay phim, cũng là đi phụ máy. Thì năm nào cũng vậy hết á, nó sẽ có một cái show của những cái người mà họ làm về cà phê. Thì họ sẽ mời ekip của bạn Tân hoặc là ekip của Tân hoặc là ekip của một ai đó trong nghề mà họ biết, để mà đi lên cái đồi cà phê. Ở tất cả những nơi nào mà có cà phê thì đều được mời lên để mà bia là quay hình này kia về dàn dựng. Thì bạn biết cà phê nó có một mùa thôi, nó không có nhiều đâu. Thì trước cái mùa cà phê đó đó, thì những cái cây cà phê nó sẽ cho ra hoa, thì nó sẽ ngợp trời một cái mùi hương cà phê rất là dễ chịu. Đó, thì bạn Tân được mời cái show đó, đi chung với hai người bạn nữa. Nói chung chiếc xe đó là những người biết Tân và Tân biết họ, vậy thôi. Thì họ đi lên một cái buôn làng, ở đó là làng những người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì họ là những người canh những cái rẫy và canh những cái vườn cà phê cho những cái công ty xí nghiệp. Thì bạn Tân lên đó quay đó, thì các bạn biết thật sự ra Tân đã đi rồi. Nếu các bạn để ý những cái hình ảnh trong fanpage của Tân, Tân đã từng đi lên những cái đồi cà phê giống như vậy rồi. Thật sự là rất là khó khăn là thứ nhất. Thứ hai á, là có những cái đồi rẫy cà phê nằm ở trong sâu, trong rừng, trong núi, mà mình phải gửi xe ở bên ngoài, mình đi bộ hàng km mới vô được những cái rừng đó. Cho nên đó là rất là cực. Thường đó là người ta đi quay á, là ở lại đâu đó là khoảng 5 ngày. Tại vì thứ nhất là người ta không thể nào mà di chuyển ra vô hoài đường rừng được. Mà kiểu như bạn hiểu á, ở trong đó tìm khách sạn là không có, là mình chỉ ngủ bờ của bụi, ngủ rừng. Thì những người nào mà thường xuyên đi á, hoặc là quen những người trong làng sẽ hiểu. Thì bạn biết á, đồng bào dân tộc thiểu số của nước mình thì cũng phải là ít, cũng nhiều chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà tại sao Tân không dám nói ra tên của người đồng bào đó, là tại vì thứ nhất mình sợ đụng chạm, thứ hai là sự tôn trọng. Mình chỉ nói đây là một trong những cái buôn làng mà bạn mình đã từng gia chạm, đã từng đi. Thì khi vào trong đó tổng cộng là 5 người, là luôn tài xế, là 4 người là làm công tác là quay, người tài xế là làm công tác là đi theo thôi, đi theo để chở. Thì khi mà vào trong đó quay rất là suôn sẻ mấy bạn. Thì người đồng bào người ta hào phóng lắm, người ta mời mình lại ăn uống này kia vui vẻ. Nhưng mà khi mà người ta biết mình ở lại qua đêm để sáng mai quay một cái cảnh, thì cảnh này là cái cảnh mà kiểu như là buổi sáng, khi mặt trời lên thì cái ánh ban mai, những cái hạt sương động trên những cái hoa cà phê như thế nào. Thì là cái kịch bản mà bên ekip người ta dàn dựng, người ta quay. Thì bây giờ bạn biết á, đi vô đi bộ mấy cây số, bây giờ đi ra mấy cây số mà phải đi về đến cái huyện hay là đi về đến cái nơi mà có cái nhà nghỉ á, là 80 cây số. Mà đi về 80 cây số mà cái nhà nghỉ nó còn thua cái nơi ở trong rừng nữa. Nó tại đến mức độ vậy. Mà nếu mà mướn được một khách sạn mà cho ra trò đó, phải đi thêm 80 cây số nữa là 160 cây số. Thì làm sao mà ngày hôm sau quay kịp cảnh ban mai, đúng không? Làm sao quay kịp cảnh ban mai. Mà lúc đó đã là 7 giờ rồi, 7 giờ tối đi đường rừng mấy cây số, đi ra đến chỗ để chiếc xe hơi thì các bạn biết là nó rất là mệt. Mà đi vô á, thì có người đồng bào dân tộc người ta dẫn vô, nhưng mà đi ra đi một mình thì làm sao đi, làm sao mà đi được. Đó, cho nên là mình mới xin là bên bạn của Tân mới xin là cho ngủ lại ở trong nhà. Thì họ không đồng ý, họ không có chịu. họ đó là ngủ lại trong nhà thì họ không có được cái sự thoải mái, với mình nói cho bạn dễ hiểu đó, mà họ sẽ muốn mình ngủ ở ngoài sân đó. Thì lúc đầu họ kêu á, là mình ngủ trên những cái ghế bố thì họ sẽ giăng mùng giùm mình. Thì có tổng cộng là xung quanh đó cũng nhà dân cũng nhiều lắm bạn, cũng san sát nhau chứ không phải là nhà thưa thớt đâu, nhà san sát nhau nhưng mà chỉ là họ nằm trong cái rẫy đó thôi. Thì nếu như mà ở thì tổng cộng 5 người thì sẽ 5 căn nhà, ở dưới nó có cái dưới cái nhà sàn á là nó có những cái trụ gỗ, thì mình sẽ để cái ghế bố hoặc là buộc võng giăng mùng ngủ ở đó. Thì lúc này các bạn cũng biết là mình đi theo cái kiểu bạn Tân đi là theo cái kiểu quay phim mà ngủ vậy thì cũng ớn lắm bạn. Tuy là nhà nào cũng san sát và mình nằm ở dưới cái sàn gỗ mà buộc võng hay là ghế bố, mà lỡ tối như là có thú rừng hay là có ma thì làm sao mà dám ngủ. Thì bạn Tân cũng thiệt tình, nó mới nói thôi bây giờ nếu mà anh cái là nói cái người mà bên làng đó, tại người đó nói tiếng Kinh là cũng giỏi, tiếng Kinh là tiếng người của bên mình đó, thì mới nói là thôi giờ xin phép cho là tụ 5 cái ghế bố lại, 5 cái ghế bố lại, anh em giăng mùng ở ngoài, thì cắm mấy cái sào tre lên giăng mùng ngủ ở ngoài trời luôn cho nó mát. Chứ còn ngủ vậy thật sự là sợ ma, sợ ma đó. Thì cái người chủ nhà mới nói câu bạn là ma rừng ở đâu cũng có, miễn là đừng có làm gì đụng nó, đừng có uống máu tươi, đừng có giết thịt tươi là ma rừng nó không có hại mình. Thì các bạn hiểu không, khi mà nói cái câu đó là rụng trứng, tại vì quá sợ. Thực sự là người địa phương mà họ nói một cái câu là ở đây không có ma đâu, tôi ở đây lâu rồi, thì mình đỡ mình sợ. Còn họ khẳng định luôn bạn, họ khẳng định là ma rừng ở đây là nhiều, nhưng mà đừng có đụng người ta để người ta không đụng mình, đừng có uống máu tươi, đừng có giết thịt sống. Mà Tân nói thiệt mấy bạn một điều, bạn Tân tính ra là cũng xui, thật sự cái chuyến đi nó xui. Tại vì sao? Cái câu không uống máu tươi á thì đúng rồi, làm sao mà tự nhiên mình là con người mình uống máu tươi, nhưng mà không giết thịt sống đó, thì bạn Tân lại suy nghĩ rằng lại vậy, đã có nghĩa là không có giết những cái con vật ở đó. Nhưng mà thật sự là bạn Tân có giết, là giết gì? Đi mua gà mua vịt của người bên dân tộc đó để mà giết mới có ăn buổi chiều chứ. Bây giờ đâu có hàng quán đâu mà buổi chiều người ta đâu có đãi mình. Nhưng mà mình mua, mình trả bằng tiền thì người ta bán, nhưng mà mình lại giết ở ngay cái mảnh đất mà mình đang ngủ buổi tối, thì rõ ràng là có máu tươi. Nó đi theo cái đường đất, nó đi xuống, nó ngấm trong đất, thì làm sao mình biết. Mà bạn Tân thì không nhớ, tại vì mình không phải là dân địa phương, mình hoàn toàn là chưa bao giờ, đúng không? Bạn Tân chưa bao giờ đã từng trải qua cảm giác đó, cho nên bạn Tân không có nghĩ đến cái chuyện là mình đã giết con gà con vịt đó, mà chỉ rằng là mình nấu mình luộc lên, mà luộc chín, thôi, luộc chín thì ăn thôi. Mà những người đồng bào đó, những cái nhà đó không ăn chung với mình nữa, thì lúc là vui uống rượu rồi này kia nói chuyện rất vui, mà khi ngủ thì họ đi hết, họ để lại cho mình những cái ghế bố tụm lại. Nhưng mà có một điều rất là kỳ, bên Tân là có tổng cộng 5 người, nhưng mà họ lại kéo ra 6 cái ghế bố. Thì lúc này là những người bên Tân á, không có hỏi nhiều, tại vì quá mệt rồi, không có hỏi nhiều nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là những người này lịch sự, là làm sao? Họ đem cái ghế bố thứ 6 ra để mình để những cái đồ đạc, vali, rồi những cái tiện ích về máy quay cá nhân lên trên đó. Chứ mình không có nghĩ rằng là họ đem cái ghế bố thứ 6 ra là mục đích gì hết trơn á. Thì họ mới mang cái ghế bố đó ra, thì mọi người mới giăng mùng lên á. Thì cái người mà dẫn mình vô đó, dẫn bên bạn Tân vô á, mới nói rằng là để những cái đồ này xuống dưới để mà tấn cái mùng lại. Còn cái ghế thứ 6 đó là có người bên làng của mình sẽ về ngủ chung. Thì khi mà họ nói câu đó đó thì mình rất là an tâm, hay là bên bạn Tân rất là an tâm. Là tại sao? Thứ nhất là vì mình nghĩ rằng là người ta cũng tốt, người ta cũng không đến nỗi người ta hù mình buổi chiều, người ta hù vậy thôi. Chứ còn buổi tối là có những người ta đi rừng, đi săn thú rừng về hay sao đó, thì người ta sẽ vô người ta ngủ chung cho mình đỡ sợ. Thì bạn Tân nghĩ là như vậy, và những người đi chung cũng nghĩ như vậy luôn, cả người tài xế cũng nghĩ như vậy luôn. Tại vì lúc buổi chiều mà khi bạn Tân quay đó, thì khoảng 4-5 giờ chiều là bạn Tân có thấy một số người cầm nỏ, cầm rựa đi vô rừng, nhưng mà không thấy quay trở ra trong cái buổi cơm chiều. Thì mình nghĩ rằng là họ đi săn ban đêm, thì họ sẽ về. Họ về thì họ không có muốn gõ cửa, vợ con họ thức, cho nên họ sẽ ngủ đó chung với mình. Thế thì họ có sẵn võng và ghế bố hết, thì mình nghĩ rằng chị đâu gì đâu đáng sợ. Tính ra thì cũng có người sống ban ngày, có người sống ban đêm, săn bắt hái lượm này kia các cái. Nhưng mà khi mà bạn Tân ngủ đó, thì thật sự đã một chuyện rất là kỳ. Đó là ban đêm á, ngủ say lắm, thì bạn Tân mới mắc tiểu. Bạn Tân mắc tiểu thì mở mắt ra đó, thì bạn biết rồi, ngủ ngoài trời mở mắt ra nhìn lên là thấy trời thôi. Mới quay qua thấy một cái người bạn quay chung với mình thì cũng đang ngáy ngủ. Nhưng mà cái cảm giác ở bên phía còn lại là cái ghế đó, ghế trống đó, cái ghế bố trống thứ 6 đó, thì có bàn tay của người ta đang nằm kế bên mình. Thì bạn Tân mới quay qua nhìn coi là ai là người ngủ chung với mình. Đây là một phản xạ rất bình thường của những người nào mà đi quay. Thứ nhất là họ luôn có phản xạ để mà họ coi ai ăn cắp đồ mình hay không. Thì khi quay qua nhìn có một cái hiện tượng rất là ghê mấy bạn. Cái người đàn ông nằm kế bạn mình á, là một cái người đã chết. Và người này, tại sao bạn Tân biết người đó đã chết? Là vì nó không có nhịp thở, và người đó to và bự hơn những người bình thường rất là nhiều, và dường như là không bận đồ. Nhưng mà trên miệng á, thì ngậm một cái lá giống như là lá chuối hay lá trầu đó. Nhưng mà ở bên trong cái lá đó là có một cái bút nhang, một cái bút nhang mà nó đang ra khói. Thì đó là một trong những cái gọi là một cái hình tượng mà người chết cách thờ cúng trước khi mà đem đi chôn của một số người đồng bào dân tộc thiểu số ở quanh cái khu vực đó. Thì bạn Tân mới biết, bạn Tân mới hét lên. Bạn Tân mới hét lên, thì khi những người khác tỉnh dậy thì đều nhìn thấy người đàn ông đó đang nằm bất động, đang nằm bất động hết. Thì mọi người nhìn thấy xong là có người, bạn biết, đang mơ ngủ mà, thì người ta chưa có định hình liền. Thì người ta lo, người ta dỡ cái mùng. Mà cái mùng á là bị tấn bởi rất là nhiều những cái thùng. Những ai đi quay thì sẽ biết những cái thùng nó rất là nặng. Khi mà mình bình thường mình vác lên mà mình phải gồng, mình mới đứng thế đàng hoàng, chứ không phải là mình cầm lên như cái vali bình thường. Những cái đồ nó rất là nặng. Mà mọi người bị nghe tiếng hét lên thì bật dậy, thì tất nhiên là tất cả đều nhìn thấy cái xác đó. Nhưng mà vì đang trong lúc mơ màng mà, thì cố gắng bươi để mà đi ra ngoài, để mà chạy. Thì khi mà bươi ra ngoài chạy đó, thì càng bươi thì càng không ra được. Tại thứ nhất là những cái thùng nó trắng rất là chắc chắn. Mà cái vị trí mà trắng đó, thì những cái người bạn mà kể cho Tân nghe đó, thì họ nhớ rất là kỹ cái vị trí đó là không thay đổi. Vậy thì người đàn ông đi vô bằng cách nào? Mà tại sao đi vô mà không ai biết? Đó, cái xác đó ai để? Đó, thì mình mới tứng ra chạy, cố gắng xé ra chạy. Rốt cuộc là bạn Tân kêu tôi xé mùng đi. Thì khi mà xé cái mùng, nghe cái rẹt một cái đó, thì bắt đầu là cái xác người đó nó có cử động mấy bạn. Nó cử động thì bạn Tân là người chạy ra ngoài được đầu tiên, và những người kia bắt đầu là chạy ra theo. Nhưng mà khi mà chạy ra theo đó, thì họ không phải đứng lại họ nhìn nữa, mà họ bán sống bán kết, họ chạy men theo cái con đường mà lúc trước là buổi sáng mà đi bộ vô đó. Thì tại chạy men theo con đường đó thì sẽ đi ra được chỗ xe hơi. Họ chấp nhận chạy trong đêm luôn. Đó, chạy trong đêm luôn. Thì có một người chụp được cái điện thoại, thì họ mở cái đèn pin và chạy theo cái hướng đó, bằng mọi giá phải đi ra được cái rừng đó mà đến cái chỗ chiếc xe. Thì mình sẽ chạy về phía công an huyện hay công an xã, mình báo. Thì công an sẽ dẫn mình đi vô lại trong kia lấy lại thiết bị của mình. Đó, thì bạn Tân quyết định về chạy. Mọi người cắm cổ rồi chạy. Nhưng mà càng chạy thì càng không đi ra được cái chiếc xe giống như là ban đầu, mặc dù họ nhớ rất kỹ đường vô. Thì Tân không biết bạn Tân nhớ bằng cách nào. Thì thật sự là Tân đi rừng nhiều lần rồi, Tân mới nhớ. Mặc dù làm dấu luôn, Tân cũng quên luôn cái dấu mình làm ở đâu luôn á. Tại Tân không có nhớ được. Mà không biết bạn Tân lại nói cái là nó nhớ, mà nó chạy. Thì rút cuộc đó, thật sự ra rút cuộc ra, đúng ra đó, thì chạy đến một cái con suối. Chạy đến một con suối thì là bên anh tài xế, anh mới nói là chạy sai đường rồi, chạy sai đường rồi, coi lại đi, chạy ngược lại đi. Thì mới chạy ngược lại, thì lúc này chạy tán loạn bạn. Tại vì họ nghe trong rừng có những cái tiếng rú đó, rất là ghê. Và họ chạy ngược lại con đường đó. Thì chỉ đúng có bạn của Tân và cái anh tài xế là ra đúng chiếc xe. Ra đúng chiếc xe thì họ lên xe, họ đóng cửa xe là họ đợi. Họ đợi ba người kia. Nhưng mà đợi mà ba người kia thì không ra. Mà cái tiếng bước chân và tiếng rú ở trong cái rừng đó thì lại càng ngày càng gần. Thì tài xế sợ quá. Tại tài xế không phải là người của ekip, không phải là anh em gì với bên bạn Tân hết. Cho nên họ nói thôi bây giờ chạy đi em, mình chạy về huyện đi, mình nhờ người giúp. Chứ bây giờ mình ở đây mà lỡ như ba người kia bị bắt rồi, mình vẫn ở đây thì mình bắt luôn rồi sao? Thì bạn Tân mới quyết định là thôi chạy anh, chạy đi. Thì mới chạy về, khi mà chạy về được cái nơi mà có những người ta có chức trách đó, mình báo cáo sự việc đó. Mình báo cáo sự việc đó và họ đi cùng mình đi lên cái chỗ rẫy đó và đi vô trong đó. Thì thật sự các bạn, ba cái người bạn mà đi chung với lại bạn của Tân đó, ba người bạn đi chung đó là có hai người đến bây giờ là bị điên. Là bị khùng luôn đó. Suốt ngày cứ nói là có ma rừng, Còn cái người thứ ba thì rất là may mắn là tỉnh. Nhưng mà khi kể lại thì ảnh nói rằng là ảnh chỉ thấy một cái bóng người là bám vô hai cái người kia chạy thôi. Là kiểu như mà vừa bay mà vừa siết cổ hai cái người kia đó. Thì anh này anh té ra anh xỉu. Nhưng sáng thì thấy là đang ngồi trong rẫy của những người đồng bào dân tộc thiểu số. Đang ngồi trong rẫy thì hai người kia đã bị điên rồi. Hai người kia đã bị khùng rồi. Nói chuyện lơ lơ ngáo ngáo rồi. Thì thực sự ra các bạn, cái câu chuyện này do bạn Tân kể về. Nhưng mà vì tao tin là việc hai cái anh mà bị điên đó là hai người cũng rất là thân với Tân. Và Tân biết hai anh này. Hai anh này đã đi làm việc với Tân rất là nhiều lần rồi. Và hai anh này rất là năng động. Là một người cực kỳ tỉnh táo. Nhưng mà sau cái chuyến đi đó về đó thì là bỏ nghề hoàn toàn. Và hiện tại bây giờ vẫn chưa có điều trị được. Và bản thân Tân đã đến thăm. Rồi Tân đã nhờ rất là nhiều người thầy tới. Nhưng mà họ nói rằng là do bị thức kinh hồn vía, chứ không phải vì do bị ba nhập hay bị bỏ bùa, mà do bị thức kinh hồn vía là do quá sợ. Họ nhìn thấy cái hình ảnh họ quá sợ. May mắn là anh thứ ba là cái thần kinh anh vững hơn so với những người khác. Thì sau này Tân có đi tìm hiểu cái người thứ ba tại sao mà không bị khùng á. Anh mới nói là thiệt sự là cái hình ảnh nó ghê lắm Tân, anh không có tả được cho em. Nhưng mà tại vì do ngày xưa nhà của anh ở ngoài mặt lộ đường cao tốc á, cho nên anh thấy nhiều người bị xe cán bấy ngày lắm. Mà anh nhìn thấy ma nhiều lắm. Cho nên là từ nhỏ đến lớn anh thấy. Cho nên là khi anh gặp cái người mà ma rừng đó đó, anh không có sợ. Anh không có sợ nhiều. Nhưng mà anh bị hoảng. Anh cũng xỉu mà anh không có sợ nhiều. Khi mà anh tỉnh đó, thì anh vẫn định thần lại được. Nhưng mà có lẽ hai cái người kia đó thì không thấy cái chuyện đó nhiều. Cho nên khi mà gặp thì rất là sợ. Bị hoảng mà thức kinh hồn vía mà bị điên luôn đến giờ này. Thì thật sự ra những cái chuyến đi đêm hay là những chuyến đi rừng thì rất là nguy hiểm các bạn. Người ta nói đất đai có thổ công, sông hồ có hà bá. Làm cái gì thì mình phải nghiên cứu thật kỹ cái địa hình đó. Đừng có giống như bạn của Tân liều mạng ở lại trong cái buôn làng mà nhiều khi họ không thích mình, hoặc là họ không thích tiếp mình, hoặc là có cái câu chuyện gì đó mà họ không muốn mình biết. Thì họ sẽ có nhiều cái cách để mà họ đuổi mình đi. Cho nên các bạn, thật sự ra rất là nhiều những cái trường hợp mà bị như vậy. Nếu như mà mình đi vô những cái bản làng, những cái buôn làng sâu trong rừng mà mình tìm hiểu họ, rất là nguy hiểm. Mình chỉ nên đi vào rồi đi ra đúng như những gì mà họ mong muốn. Vì thật sự sau này Tân hỏi lại bạn Tân đó, thì đúng là bạn Tân sai. Là do bạn Tân nói là chỉ vào trong đó quay, đến chiều là bạn Tân sẽ đi ra, chứ không có vào trong đó quay và ở lại để buổi sáng quay cái ban mai. Cái kịch bản đó là viết thêm. Là do thấy những cái đồi mà cà phê đẹp quá, cho nên là viết thêm kịch bản. Và lại muốn phiêu lưu một chút xíu là ngủ lại để ngày mai hưởng thức cái ban mai. Nhưng mà nơi đó cái đồng bào người ta không có muốn. Nhưng mà họ không có đuổi. Họ không có đuổi mà họ cho biết một lần, lần sau đừng có vòng lại. Nhưng mà có lẽ cái điều này nó quá tang thương đối với hai người bạn mà bị điên của Tân. Thật sự ra Tân tin vào tâm linh đó các bạn. Mà Tân tin ở đâu đó còn nhiều cái phép thuật, hoặc là còn nhiều cái loại bùa ngải, hoặc là quỷ ma mà con người có thể điều khiển được nha. Có thể điều khiển được để mà đi hù dọa người khác. Có nha, không phải đơn giản nha bạn. Đặc biệt Tân thấy rất nhiều những người đồng bào dân tộc thiểu số ở các nước mà Tân đi qua. Thật ra Việt Nam, những người đồng bào dân tộc thiểu số rất là dễ thương. Họ không phải là những cái người mà có cái tâm này kia, nhưng mà do người mình tới ăn uống hay là tiếp xúc với họ một cách là không có đúng thì mới bị những cái trường hợp như vậy thôi. Nhưng mà đôi khi Tân đi Thái Lan hay Lào hay là Philippines đó, thì những người đồng bào dân tộc bên đó nó còn hung dữ gấp mấy lần. Đừng có mơ mà bước vô mà làm cái chuyện tầm bậy. Họ quan sát mình từng chút, từng tí, từng chút, từng tí. Thật ra Việt Nam là đỡ lắm rồi, nhưng mà bạn Tân lại gặp cái trường hợp này. Nhưng mà tính ra là do bạn của Tân sai, do bạn của mình sai. Thì sau này những ai có cái ý định đi phiêu lưu hay tìm những cái nơi giống như vậy thì nên học bài học này mà cẩn thận. Mình nên tính toán mình đi đâu, mình làm cái gì để mình đi về được cái nơi nghỉ ngơi nó tiện ích hơn, nó thoải mái hơn là mình ngủ trong rừng hay ngủ bờ, ngủ bụi ở đâu đó. Rất nguy hiểm nha các bạn, rất là nguy hiểm. Thì các bạn ai đã bị trường hợp giống như bạn của Tân thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.